Úi dồi, 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 cảm giác quá. Con này nhìn con này quá lắm. Hello, xin chào đón cho anh em quay trở lại với channel của em. Thì hôm nay em sẽ giải thích cho các bác biết tại sao là các bác mua cần tay của em về đấy. Các bác cô lục thì bác giật hay bị hụt, mặc dù là cá nó nhấp nhấp tăm tăm rồi hoặc là đè rồi, nhưng mà các bác giật nó vẫn bị hụt. Các bác biết tại sao không? Cái yếu tố quan trọng nhất là để đóng được cá ở bộ môn câu lục này thì nó phải nói tới là phao là đầu tiên. Các bác nhớ, không phải lưỡi nhé, mà là phao phải là đầu tiên rồi. Đấy. Đóng được con cá hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào quả phao, và hai là câu bằng cần tay thì nó phụ thuộc vào cái góc câu của các bác. Thì hôm nay em sẽ giải thích rõ các bác hiểu tại sao này. Đây đúng không? Tại sao người ta ra quả phao đánh xa bờ? Đây. Nên bác xem, quả phao đánh xa bờ rất to và nặng. Đấy. Với tại sao? Cái đầu tiên ấy, nó to và nặng như thế này thì để có đánh xa bờ mới ném được. Ném được ra xa thì phụ thuộc quả phao rất là nhiều. Đấy. Mấy cái thứ hai là giật được con cá hay không ấy, nó phụ thuộc vào chính quả phao này các bác ạ. Đúng không? Đánh đóng con cá không phụ thuộc vào chính quả phao này. Đấy. Rồi đây, em sẽ giải thích cho bác này. Em thu cái cần vào đó. Đây. Đây, ví dụ đây là quả phao và cái lưỡi các bác nhé. Đây. Và khi các bác ném ra rồi đúng không? Đây nhá. Khi bác ném ra thì quả phao nó cái chân của phao nó sẽ ở trạng thái như thế này, và cái dây của mình đúng không? Đây, cái dây của mình nó sẽ nằm lơ lửng như này và nó vuông góc với mặt nước. Như này đúng không các bác? Và khi con cá nó đè, đây mô tả mà xem, khi con cá nó đang bơi ở cái mặt bên này, ví dụ con đang bơi ở mặt bên này nhé, đúng không, đang bơi cái mặt nào để mình cho cá này nói các bác mới hiểu được. Đây là chân của phao này. Đây, cái nữa đây, khi con cá đè mặt bên này đúng không các bác, con cá đè mặt bên này thì các bác giật, bác ngồi ở phía đằng này đúng không, đây các bác giật, nếu mà quả phao của bác nhẹ ấy, thì cái lưỡi nó sẽ chéo như thế này đúng không? Đây bác hình dung ra không, như này nhá, bác giờ giật ở mạn này đâu, giật thì quả phao sẽ nghiêng nó chéo này, thì đương nhiên con cá nó mạn bên này thì nó sẽ không bao giờ đóng được đúng không? Con cá bên này các bác giật lưỡi chéo này không bao giờ đóng được. Nó tỷ lệ cái tỷ lệ nó đóng thì chỉ của con cá là mặt đằng này thì các bác giật thì cái lưỡi nó ôm chéo này thì nó ôm một con cá đấy. Nên tỷ lệ rất là ít, cái đây khoảng 30% bởi con cá có thể bơi chéo mặt đằng này, chéo mặt đằng này và chéo mặt đằng này đúng không các bác, thì nếu nó đè mà các bác nó giật được bằng quả phao nhẹ đấy thì nó chỉ chiếm khoảng 30% thôi đấy. Làm sao mà con cá nó bơi mặt đằng này mà các bác nó giật nên vẫn đóng thì nguyên nhân nó phải do quả phao này các bác ạ. Khi quả phao to này các bác nhá, nó các bác giật chân này một phát là cái lưỡi của mình nó đi lên thẳng này luôn đấy, bác giật mạnh phát là nó lên thẳng luôn, là con cá đứng ở mạn đằng nào nó ôm dính luôn đấy, giật một phát lên thẳng đóng luôn. Đấy đối với quả phao to, còn đối với cái loại phao này, phao nhỏ như thế này các bác nhá. Để mà đây. Đối với cái loại phao nhỏ này chân nó rất là nhẹ thôi, mà các bác đánh khoảng đến cứ từ khoảng 30 mét đổ ra. Mặc dù quả phao có thể ném ra tới 30 mét mà khi các bác giật này chắc chắn nó sẽ chéo luôn. Không thể nào mà nó đứng vững hình như này được, mà cái lưỡi nó đưa lên được thẳng này đâu ạ. Lập tức là các bác đây. Lập tức các bác đứng lại bác giật thì phao nó cũng chéo theo. Nhưng quả này nó chỉ đánh ở gần bờ khoảng 15 mét đổ lại và hầu như là đánh bằng cần tay đây các bác. Nó đây các bác giật, đây các bác ví dụ các bác đứng ở mạn đằng này đúng không? Các bác con cá mà nó đè cái hướng này hay hướng ngang này thì các bác giật mạnh phát đảm bảo là cái chân của phao nó bị hất lên như này ngay. Hất lên phát là lưỡi nó chéo theo, đâm chéo theo. Nên tỷ lệ mình trượt rất là nhiều. Đấy,
anh em, đặc biệt là anh em câu lụa bằng gần tay ấy, thì rất nhiều anh em mua cần của em về xong hỏi sao họ bắt giật phát dính hay mà em nó cá nó cứ nhắm băm 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 phao hoặc là nó đè phao sâu tụt hẳn xuống mà em giật nó vẫn bị hụt. Nguyên nhân là do cỏ phao nhé. Thì các bác lựa chọn cỏ phao nào sao cho nó phù hợp, ví dụ như là mình đánh như hiện tại là em đang đánh cỏ phao bầu 20 này, đây chỉ thì em vẫn đổ này các bác này, chỉ thì em cho một viên chỉ nhỏ ở bên trong để nên em bác xem bên trong bác nhìn nó tối khô nhìn đây này, đây đầu viên chỉ đấy đó, thì chỉ nó nặng nó giữ chắc chắc chân phao dưới mặt nước hơn. Đối với cái loại phao này thì các bác chỉ đánh khoảng 5m nhá, 5m chiều mặt nước đổ lại thôi, còn dây nó còn xuống nữa mà, 5m đổ lại thì mình giật lên một phát là sẽ dính ngay. Đây các bác nhá, đối với cái loại của phao bầu 20 này, đây, bác đánh bằng cần tay thì các bác có thể ném cái, đây, đưa cái ngọn cái quả phao này, đấy các bác nhìn quả phao, nó có thể cách cái cần này, các bác nhìn này, cách quả phao cách ngọn cần có thể 1m hoặc tới 1m rưỡi, các bác giật đóng ngay lập tức, đây, đấy, các bác giật đóng ngay lập tức, không thể hụt được các bác nhá. Còn nếu mà các bác mà sử dụng có quả này, phao mà có 15.000 một quả đấy, quả nhỏ nhỏ đấy, thì các bác đóng, em khẳng định các bác là các bác chỉ có 30% là các bác dính được cá thôi, khi con cá nó ăn ở trong cái mạn ngược chiều hướng với mình các bác này nhá, nó cái mạn về bên mình này đấy, thì các bác giật thì sẽ 30% sẽ dính được ngay, còn 70% là các bác đằng kia các bác sẽ bị hụt. Vì sao thì cái giò mà các bác hay câu lục bằng ngần tay ấy, nó hay bị hụt là như thế, phụ thuộc nó nhất định vào quả phao. Còn mà các bác mà đánh phao nhỏ ấy, thì các bác lên như thế này thì đánh là dính ngay lập tức này. Đấy, có nghĩa bác thả vuông góc nhá. Đây, bác thả quả phao nó vuông góc với ngọn cần hoặc thì cách khoảng từ 50cm đổ lại, các bác giật thì chắc chắn là đã chết. Chính xác nhất mà để dính cá nhất là các bác chỉ cần thả làm sao mà nó đứng vuông góc với ngọn cần, thì các bác đánh phao đơn dài, quả đơn dài hay quả phao đài đấy, là các bác giật một phát là dính được ngay. Bởi vì khi các bác giật như thế cái lưỡi sẽ lên thẳng mà, lên thẳng là con cá nào cái mặn đằng nào nó sẽ ôm cá là ngay. Đấy, vì sao mà anh em bảo sao bác không đánh phao đài đi, để phao đài cũng câu được lục, nhưng mà đối với phao đài mà các bác đánh xa đấy, nếu cách cái ngọn cần cứ từ hơn 1m đổ ra các bác đánh xa thì chắc chắn là các bác giật là đến 70% là sẽ bị hụt cá nhá. Nên tại sao em không đánh phao đài, mặc dù là em có mấy quả phao đài nhưng em không đánh phao đài bằng nửa nục. Đây là cái lý do tại sao là dạo này em toàn câu bằng cái loại phao bầu 20 này, vì quả phao bầu 20 này rất là nhẹ các bác ạ. Giật nên rất là nhẹ, nó như phao đơn ấy, như cái quả phao 15.000 thôi, nhưng mà nó lại rất là chắc chân. Đấy, đánh quả phao này em đóng cá nó dính luôn. Còn những ngày xưa em đi câu bằng quả phao nhỏ nhỏ thì em ở đấy cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa biết, thì đánh cho nó hay bị hụt, cứ giật bảo quái nạ xong ngon ăn thế mà lại hụt được. Hóa ra nó phụ thuộc vào quả phao. Còn đây là cái tiếp theo mà muốn nói tới các bác trong cái kinh nghiệm câu bằng cần tay của em, thì cần tay tất nhiên là nó sẽ yếu, nó không thể bằng tất cả các loại cần máy được. Em khẳng định một điều, nó yếu, nó không bằng cần máy, bởi vì cái phôi của bọn cần lục cần máy nó sẽ rất là cứng, các bác khi bác vẩy nó còn không rung. Nhưng mà bằng cần tay thì kể cả cần từ 8H, 10, 12H thì nó vẫn cứ rung, vẫn yếu, vẫn mềm, nói chung là không thể bằng cần máy được. Nên là các bác đánh làm sao mà để cho cái lưỡi được đóng vào con cá sâu nhất ấy, thì lên đánh lưỡi tứ ngũ đổ xuống đấy các bác nhá, đừng đánh lục lắm gì, lục nó nặng nó đóng. Vì khi các bác đánh lục ấy, các bác đóng thì thường là đóng hai lưỡi con cá, đóng hai lưỡi con cá thì chắc chắn là lực nó sẽ yếu hơn là một lưỡi các bác đóng con cá, đúng không? Một lưỡi đóng phát thủng bụng luôn, còn hai lưỡi các bác đóng thì đôi khi ăn vẫy nó cao. Vậy cái tiếp theo mà các bác đánh lục ấy bằng cần tay thì các bác nên nhớ là giật một phát làm sao mà cái lưỡi nó bung được lên luôn. Đấy, nó bung được lên luôn thì làm sao để giật bung lên luôn, thì các bác nhớ là nó phụ thuộc vào cái mình chọn cái cách làm ninh của phao này. Có nghĩa là nhá, rồi khi anh em giật một phát lên, đúng không, mà anh em lại để cái mực nước này nó bằng một cái lưỡi mới của phao, khi mình giật cái có nghĩa là các bác khi bác giật một phát ấy, nó lôi được cả lưỡi mới cả quả phao lên, như thế là hỏng rồi, như thế là sẽ mất rất nhiều lực, đúng không? Khi giật một phát mà đấy, đây đúng không, anh em giật cảm tưởng là nước của các bác để đúng không, và cái quả phao này nó chạm cái linh này thì mới nòi cái nụ phao lên. Đây em ví dụ các bác xem, và cái hạt chặn của bác chạm tới bên này đây, đúng không, thì nó vừa tầm. Đây để móc luôn cái lưỡi để em nói các bác nó dễ hiểu.
Nhiều bác đi câu bảo cần tay nó giật cá nó không vam, thực ra các bác cũng nên nên học cái cách của em thì giật vào sẽ rất là vam, đóng ngay, không không chờ đặc. Hiếm khi ăn vậy. Đây đúng không? Ừ. Các bác để cái hạt chặn mà cái mực nước nó chỉ vừa lưỡi này, vừa lưỡi tới ngọn phao mà hạt chặn nó lại chặn được vào cái ninh rồi, có nghĩa mực nước nó khoảng tầm này khoảng hơn mét nước. Đấy thì bác giật một phát đúng không? Tất nhiên bác giật một phát là nó sẽ mất lực nữa, nó làm quả phao trồi lên này, lôi được quả phao mới lưỡi lên, mất rất là lực. Đấy thì lúc đấy anh em phải làm sao cho ngắn cái dây trục của cái lưỡi lại thôi nhá. Ngắn dây trục của cái lưỡi lại. Này nó chỉ tầm như này các bác này. Tầm một đoạn như này có nghĩa là cái quả phao nó đang nằm ở trên mức như thế này. Tất nhiên là càng dài thì càng tốt, nhưng quả phao nó phải nằm ở cứ tới mức này, mà khi các bác giật một phát lên, các bác giật một phát lên thì cái lưỡi nó đã bông ở trên tầm như một đoạn như này rồi. Thì lúc đấy là dính cá rồi. Đúng không? Để các bác hình có hình dung ra nhá. Bác cái quả phao mình đang nằm này giật một phát. Giật một phát cái lưỡi nó lên một đoạn rồi thì lúc đấy là nó mới chịu lực của quả phao. Nếu quả phao nó mới chạm vào cái này thì lúc ấy mới nôi quả phao lên. Thì lúc ấy là đóng được cá rồi các bác ạ. Đây. Rồi một cứ một đoạn, tất nhiên cái này càng dài ra thì càng tốt. Các bác giật một phát có nghĩa là cái lưỡi lên một hẳn một đoạn dài như thế này rồi. Dài này là đóng cá rồi gì nữa. Thì các bác mới phải lôi quả phao lên thì lúc ấy là lực của mình cái lúc giật ra rất là căng. Đấy, nó không bị mất lực do quả phao tạo ra. Một phát phát lên luôn, lên lưỡi luôn. Đấy của các bác mà cứ để cái hạt chặn mà nó nằm ở như thế tại tại cái vị trí linh như này có giật phát lôi cả phao của lưỡi, nó mất rất nhiều lực. Đấy là các cái bí kíp mà chung là em câu lùng cần tay rút kinh nghiệm ra. Hầu như bây giờ em đi em câu thì chung là con nào mà nó đè sâu chắc chắn là chết luôn, không thể làm mà trượt được. Đấy, đè sâu là chết, còn nó băm 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 thì có lúc mà nó vào đuôi, cái lúc này nó vào cái phần nó dễ bong ấy thì nó cũng bong. Ví dụ như nó vào phần cạnh đuôi hay vào cái vây thì mình giật đôi lúc là dễ căng, nó vẫn bong như bình thường. Còn đâu mà đã đè mà đóng thẳng chính diện ở con cá này 100% chết, không thể trượt được. Đấy. Còn đôi khi anh em mà câu mình không biết cái miếng này cứ để cái quả phao nhỏ mình giật thôi. Thì con cá to đè hụt một phát xuống ngon ăn thế mà giật vẫn trượt. Đấy là do quả phao các bác nhé. Câu lục nó phụ thuộc rất nhiều vào cái quả phao. Đấy. Kể cả anh em mà đánh gần tay gần bờ đánh phao to được, phao to càng chắc ăn. Nhưng mà phao to chắc thì anh em phải để cái hạt chặn nó thật cao lên. Đấy. Nước phải thật sâu các bác nhá. Nước phải sâu tầm mét rưỡi 2 mét lên thì có mới đánh bằng phao to này được. Đánh có nghĩa là khi mình lôi chật chán lên rồi, nó đóng được cá rồi thì mới cái lực mới chạm tới quả phao để lôi quả phao lên. Lúc đấy nó vẫn dính cá như bình thường. Đấy, đánh xa bờ, cứ đánh cách xa thì đánh phao to rất là chắc ăn. Đấy. Khi mà giật một phát lên quả phao nó dẫn cái hướng cái lưỡi đi thẳng lên luôn. Nó không bị bông chân. Nó không bị chéo, không bị vẹo, không bị nôi. Giật một phát là lên thẳng luôn, lưỡi lên thẳng luôn, đóng cá luôn. Thì là cá sẽ dính ở ngay. Đấy, câu lục đóng được cá hay không là phụ thuộc vào những quả phao đến 80-90% các bạn. Đấy, chúc anh em luôn thành công nhé. Câu được nhiều hàng mà báo cá cho em xem nhé. Hôm nay trên này người ta đánh lưới nhiều quá nên cũng không câu được cá, nên là làm video hướng dẫn cho anh em xem. Rồi, bây giờ thu đồ đi về các bác ạ. Chán quá. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Các bác thấy video của em hay hãy like, share nhé. Chào tạm biệt các bác.